Với kênh nhận định thị trường chứng khoán ngày 27 tháng 2, hôm nay là tiếp tục là một phiên tăng mạnh, và quan trọng hơn đấy là hôm nay là phiên tăng mạnh nhưng tiền nó lại lan tỏa sang Midcap. Và một lần nữa chúc mừng anh chị em đã cầm HBG đúng không? Cầm con này thì ai cũng chê nó yếu, nó không tốt, nhưng mà thực ra anh em nhìn thế, cứ ngồi cầm vào, em nói rồi, HBG thì cứ cầm và đợi kiểu 34 35 lãi khoảng 25% thì ra, không phải nhảy nhót nhiều, đỡ tốn phí đúng không? Thì một lần nữa chúc mừng. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi xem đồ thị thị trường rằng là hôm nay có cái yếu tố gì rủi ro hay không, khi mà chúng ta có đến 13 điểm tăng và 380 mã xanh tím. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy hiện giờ cái điều tích cực đó là chúng ta đã có một nhóm ngành mới đang chuẩn bị vào sóng, hay nói trước là đến 80% là vào sóng, trong đó là HBG bao giờ cũng là ông lĩnh sướng đúng không? Hôm nay thị trường thì tăng 23.000 tỷ giao dịch, nhưng mà riêng HBG thì riêng một mình nó thôi đã giao dịch khoảng tầm 2.600 tỷ, có nghĩa tổ lái tập trung ở đây rất nhiều tiền. Nhưng mà quan trọng hơn đấy là chúng ta có thể thấy rằng tiền là nó đang xu hướng lan tỏa ra các dòng khác ngoài dòng ngân hàng, như các nhận định trước kia của em đúng không? Nghĩa là khi nào mà tiền đầu tiên nó sẽ trôi ra từ các nhóm ngành ngân hàng lớn, sau đó thì nhóm ngành ngân hàng nhỏ, ngân hàng thứ hai nó vẫn cứ tiếp tục tăng, ví dụ SHB này hoặc là những con nhỏ nhỏ nó sẽ vẫn tiếp tục tăng, và khi nào tiền nó ra hết thì bắt đầu nó mới chảy hết toàn bộ sang nhóm ngành chứng khoán, bất động sản, thép. Thì hôm nay thép là cái dòng đầu tiên mà đã hút tiền vào, trong đó có mã HBG. Và chúng ta thấy rằng là đích kìa, bất động sản này đang có một pha mà như chúng ta nhìn thấy cách đây 5 ngày em đã cảnh báo rằng là dòng tiền thì thứ nhất là hiện giờ vẫn chui trong ngân hàng, chưa đủ cho bất động sản dân sự, nhưng nó sẽ có một cú rũ. Thì hiện giờ chúng ta đang thấy bất động sản dân sự đang có cái mẫu hình về những cây nến ấy, là cho thấy rằng là cái cú rũ này có lẽ đã hoàn thành. Thì tất nhiên là không phải tất cả các mã đều tăng mạnh. Hôm nay thì cá nhân nhìn nhận thấy trên đồ thị thì là chỉ có một mã mà có cái khối lượng khá là đạt, đó là mã SEL. Cái mã mà anh em vẫn chê ỉ chê ôi nó nằm ở dưới đất ấy. Đấy, thì hôm nay nó pha một pha tập 4% và nó hấp thụ khá tốt. Đấy, đây là một pha tăng điểm với khối lượng khá là đạt, phá biên trên. Thì SEL hôm nay là một mã nếu xét về khối lượng thì mình đánh giá là tốt. Còn đích thì cũng là một mã mà tốt gọi, nhưng mà mình nhìn thấy rằng cái đích ấy, thì thứ nhất anh nhìn thấy cái khối lượng các cây nến đỏ này quá trình phía trước rất là nhiều. Trong khi hôm nay thì cái cây nến hôm nay nó lại không được quá khỏe. Thì mình đánh giá dòng bất động sản dân sự ấy là về mẫu hình về cây nến là khá là đạt, nhưng tùy mã nó sẽ tăng mạnh hoặc yếu liên tục. Đấy, thì nhận định qua về dòng đấy thì trước khi chúng ta đi vào các nhóm ngành khác thì chúng ta cùng nhìn xem chỉ số như đồ thị của VN Index nó như thế nào nhé. Thực sự thì hôm nay rõ ràng rằng chúng ta rất vui bởi vì 13 điểm tăng này, nhưng mà tài khoản mọi người em nghĩ là rất tăng rất là nhiều, tăng nhiều hơn nhiều so với cây nến tăng 15 điểm này. Cái cây nến 19 tháng 2 này mình nghĩ rằng là không phải ai cũng vung vui đâu, bởi vì 15 điểm này mình nghĩ hôm đấy tài khoản mình còn không tăng mấy ấy. Nhưng mà hôm nay hai phiên hôm nay thì tài khoản tăng lại rất là nhiều, thì thể hiện rằng dòng tiền nó đang trôi từ các nhóm ngành ngân hàng sang các nhóm ngành midcap, mà chúng ta là những người cầm nhóm midcap nhiều hơn thì hôm nay là những ngày vui của hai chúng ta. Đấy, từ đầu tiên thì thế, nhưng mà chúng ta nhìn lại rằng tất cả những cái quá trình tăng ấy thì không phải lúc nào nó cũng là mang gọi là chắc chắn 100% đâu. Chúng ta nhìn thấy hiện giờ nếu mà xét trên đồ thị 1 giờ này, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là thị trường MACD đang đi từ dưới thấp đi lên cao, từ không xuất phát lên. Đây là một vị trí rất là tốt để cho cơ hội chúng ta có một nhịp tăng dài. Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ lại một chút đi, thì phía trên, mép trên, ở đây là 1241 này. Khi tăng từ mép bên dưới lên mép bên trên, thì rất rủi ro sẽ test lại một lần nữa. Đấy, test lại một lần nữa. Chứ không bao giờ nó đi thẳng một loành lên, có, không phải không bao giờ, nhưng mà sẽ ít. Đấy, giống như trường hợp này, test xuống thì có cơ hội nó đi lên, nhưng mà ở lần thứ hai khi tạo hai đáy, lên lần đầu nó sẽ có xu hướng test lại một lần nữa xong mới đi lên. Vậy thì hoàn toàn thị trường sẽ có thể sẽ đi theo chiều hướng này. Và những ai mà FOMO mua đuổi hôm nay thì nếu mà anh chị FOMO buổi sáng giá tốt thì được, nhưng mà nếu FOMO buổi chiều thì có nhiều rủi ro đấy nhá. Có thể sẽ lên đây này, xong nó còn test lại khu vực này 1128 một lần nữa trước khi chúng ta mới có thể break lên. Vậy thì cơ hội mua của chúng ta là vẫn còn cơ hội mua khi nó test lại. Nếu mà chúng ta phải theo dõi rất kỹ cái khu vực test này. Cái khu vực này cực kỳ nhạy cảm giữa việc gọi là test và việc gãy hay không, ở đây rất quan trọng luôn. Có những lúc mà chúng ta mua đúng ấy, ở vị trí này thì chúng ta sẽ ăn tiếp một nhịp nữa. Nhưng chẳng may mà nó lại khối lượng lớn, nó chỉ cũng là giá nó đi xuống đây, nhưng nó chỉ khác nhau một vấn đề là một cái khối lượng thấp, một cái thì khối lượng cao ấy, mà chúng ta mua ở đây là đứt tay. Đấy, là đứt tay. Mặc dù rằng cái điểm lỗ của chúng ta nếu chúng ta mua ở đây 1127, 1124 khu vực này này thì mình khẳng định rằng anh chị em cũng không lỗ nhiều đâu. Bởi vì nếu mà kể cả mình nói thật là trường hợp xấu nếu chúng ta bắt mua ở đây, nếu này nó lên đây này, xuống đây này, mà nó xuống hẳn đây luôn này, thì nó cũng sẽ hồi tiếp một lần lên nữa đây,
sau rồi mới rơi. Đấy, mình đổi cái này thành cái nến đỏ, anh em nhìn nó phân biệt đấy. Thì kể cả chúng ta mua ở khu vực 1126 1124 là sẽ là cái cơ hội mà để chúng ta mua an toàn hơn, rằng việc chúng ta cố gắng mua đuổi khi nó ở trên đấy. Thì đấy là cái điểm mua, và mình nghĩ rằng là nếu mua thì chắc là hôm nay là thứ ba rồi, thì khả năng chiều thứ năm hoặc là thứ sáu sẽ là cái điểm mua khi nó test lại. Còn lên trên thì sẽ rất nhiều mã chúng ta phải bán đấy, nhiều mã chúng ta nhìn thấy nó xé biên ra rồi. Kể cả HPG nhé, HPG thì mình vẫn khuyến nghị anh chị em là không nên bán, bởi vì mã này mình đã nói rồi, tính mình riêng đã mã HPG ấy là mình chấp nhận rung lắc, có thể là lên rồi xuống, lên xuống co giật. Như giai đoạn này anh chị em nhìn đấy, nó co giật nó xé biên ra ngoài, anh chị có thể bán đây xong giật lại, có thể kiếm được vài đồng, vài phần trăm, ví dụ từ đây đến đây đúng không, chúng ta kiếm được 3%. Đấy, nhưng mà đối với mình thì mã HPG mình nói luôn, mình đã ôm là mình sẽ chờ đợi nó lên tận trên này luôn. Đấy, chúng ta có HPG rồi thì mình sẽ chờ nó lên tận trên này luôn, chấp nhận tất cả mọi rung lắc và cầm khoảng tầm một tháng, hơn một tháng nữa. Khi nó lên khu vực trên này từ 34-35 mình sẽ bán đối với HPG. Còn kể cả VHC cũng thế thôi, hôm nay VHC hôm qua là tăng mạnh, tăng trần, mà hôm nay mở cái gap lên mà vẫn giữ được gap, mình thấy nó cũng rất là khỏe. Thực sự là mình đánh giá khá cao với cái nỗ lực của rổ lái VHC đấy. Thì mình nghĩ rằng là đối với VHC mình nghĩ nó sẽ sớm có thể có những rung lắc về 68, 69 gì đấy, mình nghĩ như vậy. Nhưng mình sẽ không bán và mình lì và chờ đợi con này sẽ là một con mình nghĩ là cố gắng xem có ăn được dây không, lên tận 79 hay không nhé. Hiện giờ là 20% rồi, mình đã lãi 20% rồi, mình nghĩ nếu mà lên 79 ấy thì mình thử xem một con này chúng ta có thể lãi bao nhiêu phần trăm nhé. Mua điểm mua là 54 đúng không, nếu mà lên 79 ấy thì chúng ta phải ăn được 50% điều này, thì chúng ta hãy liều xem. Anh chị làm mà muốn thì có thể bán một nửa và hơn một nửa đúng không, đến đây đã ăn 20% rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể vui vẻ hạ bớt hàng cũng được đấy. Chúng đây cá nhân mình nhận định về một số mã. Nếu về thị trường chung thì nhắc đi nhắc lại rằng là thị trường chung có những điều chỉnh, chúng ta vẫn hoàn toàn không phải cái gì trong đầu tư chứng khoán ấy thì chả cái gì là gọi là 100% cả đúng không. Chúng ta nhìn thấy vẫn có những cái rủi ro, bởi vì trong quá khứ chúng ta nhìn thấy hồi vốn vẫn thấp hơn, nhưng mà rõ ràng có những cái lúc co giật này cũng tạo gáp này, khối lượng này, nhưng sau đó co giật, nghĩa là chúng ta vẫn không thể nào mà chắc chắn 100% rằng thị trường sẽ tốt hẳn đâu, nó không có cửa ấy đâu, nó vẫn có những rủi ro. Và quan trọng rằng chúng ta phán đoán, vậy phán đoán như nào. Cá nhân mình nhận định ấy, nếu mà thị trường mất mốc 1221 một lần nữa thì chúng ta ít nhất là phải bán một nửa danh mục. Còn nếu mà thị trường mà mất cái mốc 12211 này thì chúng ta có thể bán nhiều hơn nữa và chờ đợi cover lại khu vực dưới này. Đấy, chúng ta có hai mốc là 1121 1122. Nếu mà chúng ta zoom to lên, chúng ta thấy rằng nó là chân các cái nến này này. Đấy, nếu nó mất mốc này 1122 một lần nữa thì chúng ta bắt buộc phải bán một nửa. Chúng ta chơi margin thì hôm qua chúng ta đã có mất một ít hàng, thực sự là mất SHB đúng không? Mất cả một ít gách bán 22, thực ra cũng bằng cái giá bây giờ thôi. Đấy, anh chị em mà thích thì mua lại cũng được, chả sao cả, coi như bán đi mua lại. Bởi chúng ta phải quản trị rủi ro là chuyện bình thường, đúng không? Còn nếu anh chị không thích thì có thể canh 21,7, 21,5 mua lại sau, không vấn đề gì cả. Đấy, chúng ta thấy rằng là trong quản trị rủi ro khi mà margin thị trường có rung lắc, chúng ta phải phản xạ. Hôm qua mình bán con đích giá là thấp hơn so với giá hiện tại, mình bán giá 27 và 26,8. Nhiều anh em bảo có thể ông đã cắt phải lỗ phải đánh, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận rằng là vị thế mỗi người khác nhau. Nếu anh chị đánh tiền thịt hoặc anh chị đang có 70-60% tỷ trọng thì anh chị nhắc đi nhắc lại anh chị không phải bán. Nhưng mỗi đối với những người full margin thì khi có một cái biến cố bất kỳ nó có đúng hay sai thì mình bảo rồi, chúng ta việc đầu tiên là phải trả hết toàn bộ margin để đảm bảo an toàn. Cái việc margin mà vị thế chúng ta chưa đủ tốt ấy, chúng ta bắt buộc phải nhấp nhổm. Và rõ ràng trong quá trình bán ấy, chúng ta chắc chắn sẽ có những lúc bán được một số mã mà bị giá nó chênh lệch. Ví dụ đích này là một mã mà mình bán bị hớ một chút, đúng không? Nhưng nếu PVS thì hiện giờ mình lại đang làm đúng với mã này. PVS mình đang bán ở giá 37-36,9 thì hiện giờ nếu mà so đi so lại thì mã này mình lại đang là bán đúng. Và hiện giờ chúng ta vẫn đang còn hàng, đúng không? Kể cả VGC là một mã mình báo anh em bán khoảng tầm 54-55 khu vực này. Hiện giờ mã này đang hớ một chút, hớ khoảng 1%, hơn 1%. Nhưng chúng ta phải quản trị thôi. Quan trọng rằng là ai là người đánh margin. Đấy, chúng ta không thể là nhìn một người mà đánh tỷ trọng 60-70% hoặc tiền thịt mà chúng ta là người đánh margin mà chúng ta phản xạ theo là có ngày chết đấy. Đấy, tiền thịt nó đánh rất là khác luôn. Tiền thịt họ bình tĩnh hơn. Thì lúc margin chúng ta ăn nhiều hơn thì chúng ta phải có những trường hợp mà bán xong nó mất hàng. Đấy là chuyện rất bình thường thôi. Cho nên anh chị em mà thấy rằng cái cách quản trị ấy là nó phải như vậy. Đấy, thì ở đây nhìn nhận qua hôm nay là mã nào thì cũng xanh tím rồi, thì rất là gọi là khoe lãi ở trường hợp này, mình nghĩ là hơi thừa.
thì mình vẫn nhận định rằng là có một số mã mà chúng ta có cơ hội để mua. Ví dụ HAH ấy, mình vẫn nói khi mà nó test loanh quanh ở 41.x ấy, giống khu vực này này, nó lên xuống xuống rồi test lại mà vùng thấp ấy, thì chúng ta có thể mở mua. Và HAH mình nghĩ rằng sẽ có cơ hội để chúng ta ăn một đoạn dài hơn. Đấy HAH. Còn một số mã khác ví dụ KBC vẫn đang là một mã mình nghĩ rằng chúng ta tiếp tục nắm giữ với mã này. Bởi vì KBC thì nó vẫn đang nằm ở trong cái khu vực vùng đáy. Và bất động sản công nghiệp thì mình vẫn luôn luôn đánh giá rằng KBC, SSC, IDC là sớm muộn nó cũng sẽ lên thôi. Còn lên trước, còn lên muộn thôi. Hôm nay KBC nó đang yếu này, nhưng mà khi nào nó vượt được 33 thì chúng ta lại thấy nó đẹp. Thì chúng ta vị thế vẫn chưa mất, chưa bị lỗ thì chúng ta cứ bình tĩnh đối với những trường hợp KBC này, GEC này, SSC. Quan trọng anh chị cầm tỷ trọng nó bao nhiêu thôi. Anh chị bảo cầm full margin thì thực sự là có rủi ro, mà anh chị không cầm full margin ấy thì mình nghĩ là rất cứ bình tĩnh thôi, không việc gì phải sợ. Đối với dòng bất động sản công nghiệp là một trong dòng mình đánh giá rất là cao. Những cái dòng mà mình đánh giá rủi ro ấy thì mình thấy rằng là dòng tiền nó đang có một số dấu hiệu, ví dụ BID này hôm nay đánh mạnh lên này, nhưng mà bắt đầu co giật. Mình thấy rằng BID nó có một cái yếu tố gì đấy ấy, là nó điều tiết chỉ số. Mình nghĩ có thể là BID sẽ đi ngang khá là lâu. Đấy, sẽ đi ngang rất là lâu. Đấy, nó đi giống kiểu này, lên rồi xuống, lên xuống. Nghĩa là bây giờ bắt đầu đến đoạn này, đoạn khoai củ của BID rồi. Đấy, có thể nó giật một phát về đến đây, xong lên co giật này. Đấy, nhìn nhá. Nó đi đến đoạn này có thể nó nhích dần đến 54, nhưng mình nghĩ rằng là cái quãng thời gian cũng như là việc đầu tư BID mà mua thời điểm này ấy, thì mình nghĩ rằng lợi nhuận nó không đáng với cái thời gian khoảng tầm 3 cả hơn 1 tháng nữa. Thì mình thấy rằng dòng tiền nó đang có dấu hiệu trôi bớt ra khỏi một số mã. Vì ACB hôm nay xem đỏ hay xanh này. Đấy, ACB này mà mãi nó cứ dập dìu ở vùng đỉnh rồi. Đấy, mình thấy rằng dòng tiền nó đang chui dần ra khỏi một số mã ngân hàng. Và quá trình chui ra thì nó không nhanh được đâu. Nó còn co giật lên xuống đâu đó cả tháng, nhưng mà tiền rõ ràng nó đang lăn dần sang. Ví dụ như dòng thép, chúng ta nhìn thấy thép HPG đã phá biên rồi. Đây là một mã con chiên đầu đàn. Và HSG, NKG thì mình nghĩ ai cầm cũng vẫn tốt thôi. Nó sẽ sớm muộn lên sau thôi. Có điều là cái cách lên của nó thì nó co giật, nó không lên đều như là của HPG thôi. Đấy là lý do tại sao mình thích HPG. Đánh rất là nhàn. Cầm vào ấy, như con này này. Đánh lên đây này. Có thể giật xuống này. Có khi nó vẫn test lại một lần nữa khu vực này. Đấy, lên xong rồi đi ngang này, test lại khu vực này. Đấy, thì nó cần thời gian xử lý và quá trình sau đó nó mới bắt đầu tăng tốc. Thì mình nghĩ rằng là dòng thép thì anh em có thì cứ tiếp tục nắm giữ. Nắm giữ và con tăng trước, con tăng sau thôi. Mình nghĩ nó giống khu vực này. Đấy, sau quá trình đánh test cái nền, đánh lên này có thể đi ngang, đánh lên giọng rũ xuống một vài lần nữa. Đấy, thì trong vòng khoảng 1-2 tuần tới, mình nghĩ là dòng thép sẽ thực sự vào sóng. Và HPG thì sẽ là cánh chiên đầu đàn, lên trước, con này sẽ lên trước. Và lên rất đều luôn. Riêng HPG lên rất đều và đi ngang, thì bọn kia sẽ lên sau. Thì anh em nào có đang cầm thép không nhỉ? Anh em nào có đang cầm thép thì chúc mừng nhé. Thế thì về thị trường hôm nay thì mình cũng chỉ nhắc qua anh chị em thế thôi, bởi vì trong một phiên tăng điểm như này khoe mã nào lãi khoe mã nào lỗ thì mình nghĩ rằng là nó không có nhiều ý nghĩa. Khi những mã mà ví dụ tăng 2% mà trong khi thị trường tăng nhiều mã xanh như này ấy, thì khoe việc khoe lãi khoe lỗ thì mình nghĩ là không phải quá cần thiết đâu. Mà mình nghĩ rằng là quản trị cái rủi ro, mình biết được rằng nếu hôm nay thị trường xanh tốt như này chúng ta cười, nhưng nếu mà xảy ra vấn đề gì thì chúng ta phải đến ngưỡng quản trị. Thì chúng ta mình nghĩ là đấy mới là vấn đề quan trọng hơn. Khi nào mà cái gap này gáp 1223 này bị lấp mất thì rõ ràng đấy là dấu hiệu xấu. 1237 mà 1223 có nghĩa là nếu mà thị trường có một phiên nào đó giảm khoảng 13 điểm, nghĩa là 2 hoặc 3 phiên đấy giảm 2-3 điểm thì chúng ta bắt buộc phải tiến hành gọi là quản trị tài khoản. Giống trường hợp này này, hai phiên xanh rất là cười nhưng mà một phiên này vẫn chưa chết thôi, thì bắt đầu liên tục các gáp mà bị lấp mất thì mình nghĩ rằng là đấy là dấu hiệu rủi ro. Đấy, thực sự mình nghĩ như thế. Thì ở đây chúng ta có một cái gáp ở đây chưa hề bị lấp mất. Đấy, chúng ta nhớ nhé, ở đây này một cái gap này bị lấp mất này, gap này mà lấp mất một lần nữa thì thực sự là mình khẳng định luôn đến 8% vùng đỉnh sẽ quanh quẩn đâu đây. Đấy, còn nếu mà cái gap này duy trì được thì chúng ta vẫn tự tin, nhưng mà nếu chúng ta thấy mất cái gap này thì chúng ta mình nghĩ rằng là vùng đỉnh nó đâu đó quanh đây rồi đấy. Chúng ta nhìn trong quá khứ này, đấy, đúng không? Các cái gap này nhá không bị mất nhá, nhưng mà khi bắt đầu đến gap này vẫn không bị mất này. Đấy, chúng ta nhìn nhá, cái gap này không bị mất đúng không? Đấy, gap này không bị mất. Đúng không? Đến tiếp tục gap này bắt đầu bị mất là dấu hiệu rủi ro. Đấy, cái gap ở đây này mất gap đúng không? Xong rồi lên xuống mất gap. Đấy, liên tục các gap mở ra và bị mất là dấu hiệu rủi ro. Thế mình nhìn, anh chị em nhìn cái cả khu vực này thôi, liên tiếp các gap này mở ra không bị mất này, đúng không? Gap này mở ra
bị lấp mất một lần, hai lần mất cả các gap ở dưới này đúng không? Và lập tức nó phát lên và đến lần thứ ba là đi luôn. Đấy, chúng ta đã có một lần cảnh báo rồi. Cây vol này thể hiện rõ ràng dòng tiền nó đang có một chút gì đấy, nó lấp cái gap này rồi. Nếu mà lần thứ hai mà ví dụ ngày mai hoặc ngày kia hoặc cuối tuần này nó mất mốc 1223 thì chắc chắn chúng ta phải quản trị. Đấy, và có thể là thị trường nó chỉnh xuống thì mới là cái cơ hội cho một cái dòng sóng mới. Chúng ta để ý rất là kỹ cái khu vực cái gap này nhé. Khi mà gap mà bị mất là rủi ro. Đấy, gap này đã bị lấp một lần rồi. Nếu mà hôm nào mà mất nốt này là chúng ta bắt buộc phải quản trị. Nhá, thì mình nhắc nhở anh chị em cái đồ thị này thế thôi. Còn các dòng anh chị em nắm giữ ấy, thì mình đánh giá rằng dòng dầu khí có nhiều dòng hôm nay mặc dù kéo xanh nhưng nó ở vùng đáy, nhưng mà khi nào nó lên thì mình chưa thấy có dấu hiệu tốt, bởi vì là thứ nhất dòng tiền nó chưa đến với bọn này, nó chưa đến bọn này. Đấy, thứ hai là cái cản trên rất là dày, gãy nền rũ thì tốt rồi, nhưng mà khi nào nó lên được thì mình nghĩ nó mất nhiều thời gian đấy, nó sẽ mất như này, đi ngang 1, 2, 3, 4, 5, 6 vậy phiên rồi xong nhích dần lên buôn cạn xuống, thì mình nghĩ rằng là không nhanh được, nhưng mà nó đáng để chúng ta ai mà bán rồi thì có thể là thôi, nhưng mà nếu ai chưa bán thì chúng ta có thể nắm giữ. Đấy, những dòng dầu khí PVT cũng đang ở vùng đáy này. Đấy, tất nhiên nó sẽ mất thời gian nhiều hơn. Chúng ta nhìn đấy, nó lên xong xuống, lên xuống, test lên test xuống khu vực này. Đấy, nó lên nó có thể nó lại mai thì lại test xuống lần nữa, xong bắt đầu mới vào sóng PVT nhé. Thì anh em có thể nhìn thấy một số mã, ví dụ HAH thì mình nghĩ rằng nó đang test đỉnh thôi, nó sẽ cần thời gian tích lũy ở đây thêm, xong bắt đầu đi tiếp được. Đấy, tích lũy xong bắt đầu uốn lên. Thì ai cầm thì chắc chắn là phải mất thời gian rồi. Ai mà cầm không quá 3 tuần thì nên bán. Còn DGC thì mình cũng bảo rồi, xé biên như thế này rồi. Thời điểm này mình nghĩ là ai thích thì có thể bán, bởi vì cũng gần vùng đỉnh cũ rồi này. Nó bắt đầu vào pha nước rút rồi, có thể bán dần một nửa rồi. Đấy, khu vực này này, nó kéo cái tốc độ này vào pha nước rút rồi. Chúng ta giải ra bán dần dần thôi, bán dần thôi. Đấy, tỉa ra bán dần từ giờ cho đến 120. Mình nghĩ rằng anh em bán dần khu vực này là được. Đấy, đối với những mã này. Đấy. Ok, thế hôm nay video nhận định thì ngắn gọn, đơn giản như thế thôi. Bởi vì thị trường tăng này ai cũng có lãi rồi. Quan trọng rằng là nếu biết, chúng ta biết khi nào mà chúng ta cần quản trị thôi. Nhá. Thì hy vọng rằng cuối tuần này mình ra một vài video hay ho hơn để chia sẻ kiến thức. Thì anh em nhớ ủng hộ lượt like, follow kênh nhé.